Với mục tiêu trở thành quốc gia khởi nghiệp, Việt Nam đang có rất nhiều thay đổi trong cơ chế chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Và một trong những thay đổi đó là việc dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất cho doanh nghiệp khởi nghiệp được giảm thuế thu nhập thêm 5% trong vòng 5 năm. Theo đó, doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành lĩnh vực ưu tiên được áp dụng mức thuế suất thấp hơn 5% so với mức thuế suất phổ thông. Thời gian được ưu đãi là tối đa 5 năm kể từ khi bắt đầu có hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp khởi nghiệp còn được đào tạo miễn phí về khởi sự kinh doanh trong vòng 1 năm, miễn lệ phí môn bài trong vòng 3 năm, không bị thanh tra kiểm tra trong vòng 1 năm, hỗ trợ đến 50 triệu đồng nếu đăng ký thành công một bằng sáng chế, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao. Thủ tướng vừa thông qua đề án hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp với mục tiêu đến năm 2020 hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó có 50 doanh nghiệp được gọi là vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập với tổng giá trị ước khoảng 1.000 tỷ đồng.